Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cu Khoa Vlog. Và để bắt đầu cái video ngày hôm nay, mình sẽ đố các bạn nội dung của video ngày hôm nay đó là gì. Ok, mình sẽ gợi ý cho tất cả các bạn nha. Rồi, mọi người hãy xem đây. Rồi, trước mắt mọi người đó chính là những cái vật dụng mà ngày hôm nay cần có để mình làm cái nghi thức ha. Ok, đầu tiên thì các bạn có thể thấy đó chính là một cái cây nhang. Đây, cây nhang. Và đây là cái đồng xu nha. Cái đồng xu này á, mình nối bằng một cái sợi dây chỉ đỏ nè, thấy không? Đó. Rồi, ok. Tiếp theo, đó là một cái dĩa thịt vịt. Đây, được mấy miếng thịt vịt nha. Và còn cái thứ cũng quan trọng lắm, đó chính là một cái gói bánh này. Rồi, tới ngay lúc này thì các bạn có thể đoán cái nghi thức lần này là gì chưa? Mình sẽ chỉ cho các bạn một thứ rất là hay ho. Có một số bạn chắc là đã đoán ra được cái nghi thức ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Đây, mình đang đi ra ngoài những cái ngôi mộ. Các bạn thấy ngôi mộ này quen thuộc lắm đúng không? Đó, nguyên một dãy ngôi mộ luôn. Rồi, cùng đi với mình tới đây ha. Mình phát hiện ra một điều, đó chính là, khoan từ từ lấy cái cây cái. Cái cây này được rồi nè. Mình phát hiện ra một điều. Đây. Đây mấy con chó. Mấy con chó hàng xóm. Ok, mình phát hiện ra một điều. Đây các bạn có thể thấy ha, để mình zoom cái camera lại cho các bạn xem nè. Đó. Các bạn thấy gì chưa? Đây. Ồ, nó mờ quá ta. Đó đó các bạn thấy không? Đó chính là một cái bộ xương con chó. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì để mà mình bước qua bên đây cho các bạn xem rõ ràng hơn ha. Ok, mình kiếm được cái tấm dán rồi nha mọi người. Rồi. Ui. Ui, ui, tuyệt quá. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh cái con chó ha. Đây, các bạn thấy không? Đó. Hôi quá mọi người ơi. Đây, đây chính là xác của con chó nè. Các bạn thấy không? Nó hôi quá mọi người ơi. Nó đang trong trạng thái phân hủy á. Rồi, ok. Các bạn biết vì sao mà ngày hôm nay mình ra đây và làm cái video này cho các bạn xem không? Bởi vì á, chó là một con vật rất là trung thành với con người. Nó giống như là những cái người bạn hoặc là người thân trong gia đình luôn á các bạn. Nhà mình cũng có nuôi một con, nó tên là Lu á. Thì chứng kiến cái cảnh mà một chú chó nằm chết ở ngoài ruộng ở ngoài đây nè, mà phơi sương, phơi nắng như vậy á, mình không đành lòng. Và hôm nay mình thực hiện cái nghi thức cầu siêu này để mong muốn cho chú chó này có thể siêu thoát và kiếp sau có thể trở lại thành người hoặc là một cái gì đó sung sướng hơn là cái kiếp chó ha mọi người ha. Bởi vì bị ngăn cách bởi một cái hàng rào này rồi mọi người, mình sẽ dẫn cái linh hồn của chú chó này đi vào ở phía bên trong kia để mà thực hiện cái nghi thức cầu siêu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái camera ở đây và để đèn đây để mà mình thực hiện nghi thức ha. Cái nghi thức dẫn linh hồn mà chỉ cần nhang và một lá bùa thôi. Ok các bạn cùng theo dõi nha. Xong bùa, đây là cái cây nhang. Thì sau khi thực hiện cái nghi thức dẫn linh hồn, cái cây nhang này các bạn, cái linh hồn nó chỉ có thể theo mình trong đúng bằng cái cây nhang này thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ dẫn cái linh hồn của chú chó này đi vào trong đây để mà thực hiện nghi lễ cầu siêu ha mọi người ha. Nè, đem cái này vô. Biết nó có đi theo mình không nữa, nhưng mà theo đúng cái nghi thức thì nó đang chạy ngoài sau mình đó các bạn, chỉ có điều là mình không có thể thấy nó thôi. Rồi mình mới vừa đem cái cây nhang và cắm ở đây nha mọi người.
tất cả đồ mình đã chuẩn bị rồi. Thì cái dĩa thịt vịt mình để ở đây nè. Đó, đây, đây là cái dĩa thịt vịt nha. Có một số con chó nó không có thích ăn thịt vịt, nhưng mà ở nhà mình hết thịt gà rồi, chỉ còn thịt vịt thôi, mình đem theo thịt vịt ha. Với lại mình có đem theo một cái bịch bánh dành cho chó nè mọi người. Bánh của con Lu á, mình đem ra để làm cái video này. Đó, đổ ra đầy luôn nè. Ok, đây, đây là thức ăn cho chó nha mọi người. Rồi, nếu đúng như cái nghi thức á, thì chú chó sẽ đi vòng vòng ở đây, nhưng mà chắc là mình sẽ không thấy đâu. Mục đích mà mình lấy cái đồng xu treo bằng sợi chỉ đỏ ở trên cái cây nhang này nè mọi người, là muốn biết xem liệu rằng cái linh hồn chú chó đó đó có đi theo mình vào đây để nhận những cái lễ vật hay không. Thì nếu mà nó đi vô đây á, nó chạy, cái bản tính của những chú chó nó rất là lý lắc, cho nên nó chạy vòng vòng, nó sẽ đụng vô cái đồng xu đó. Mình cột bằng cái cây nhang á, là nó rất là yếu á các bạn, đụng nhẹ cái là nó rung thôi. Để xem coi chú chó nó có đi theo mình hay không. Đó đó, các bạn thấy cái đồng xu nó lá không? Hình như là cái linh hồn chú chó đã chạy theo mình rồi. Nó mới vừa đụng trúng cái đồng xu á mọi người, nó làm đồng xu lắc luôn kìa. Hình như nó mới chạy qua mà nó đụng nữa các bạn. Ok ok, ăn đi con. Hôm nay tao có cho mày một ít thịt vịt và một ít bánh cho chó luôn nha. Lên ăn hết đi nè con. Thôi được rồi, đừng có chạy vòng vòng nữa. Ăn bánh nè. Ăn bánh đi con, ăn bánh bánh thức ăn cho chó luôn á. Còn không thì ăn cái thịt ở ngoài kia cả nha. Cái đó là thịt vịt á. Các bạn thấy miếng thịt không? Như cái miếng thịt vịt nó mới vừa động đậy thì phải. Ê. Phải nồi. Các bạn thấy nó nghịch ghê không? Cho ăn trong chén này nè, nó không thèm ăn. Nó đi, nó lôi ra túi ngoài kia kìa. Cái con này hình như con chó nào nó cũng thích vậy á các bạn ơi. Cho vô chén không ăn, lôi ra đất ngồi ăn không à. Ok, nếu mà mày sợ tao đứng đây thì thôi tao né ra xa. Ăn đi nha. Chút xíu nữa thì ăn no đi, rồi lát nữa tao sẽ chơi với mày một tí ha. Nãy giờ mình ngồi đợi chắc cũng khoảng 10 phút rồi các bạn, chắc là nó cũng ăn xong hết cái phần ở ngoài kia rồi á. Thì hình như cái gì nó mới bay vô thì phải. À không phải, các bạn nhìn đây nè, các bạn nhìn đây nè. Thấy không? Cái này là do khúc xạ ánh sáng của cái máy chụp hình nha, chứ không phải là bóng hay là cái linh hồn nào nó chạy nè, thấy không? Đó, cái đó không phải là cái linh hồn gì đâu nha. Ok, thì mình nghĩ nó đã ăn xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ chơi với nó một xíu nha các bạn. Để xem coi mình không biết là mình bật cái đèn được hay không nữa.
Các bạn biết chó nó thích chơi cái gì không? Hay, bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái khúc cây nào đó ha. Đây rồi, mình sẽ lấy cái khúc cây to thiệt to này nè các bạn. Các bạn biết cái trò chơi bắt gậy của chó không? Mấy con chó nào nó cũng thích chơi đùa hết á. Có điều là mấy con chó kia nó chơi gậy nhỏ, còn mình quất cái cây bự thiệt bự luôn để xem coi như thế nào nha, để mình cho nó ha. Rồi, nếu mà còn ở đây thì chơi với ta ha, bắt cái khúc cây này về nha. Vào đây. Ok, tao quăng cái cây này đây, gặm cái cây này đem về nha. Nãy giờ mình ngồi á các bạn, mình mở đèn luôn nè, các bạn có thể thấy đèn ha. Cái cây thì mình quăng ở ngoài kia kìa, nãy giờ ngồi nó không chạy ra, nó lụm luôn. Thì mình nghĩ chắc là do hình như có đèn á. Ok, bây giờ mình thử tắt đèn coi như thế nào nha mọi người. Chắc là nó ngại, nó mắc cỡ gì đó. À quên, cái đèn cày bên kia nó sắp cháy hết luôn rồi. Nhang thì vẫn còn, cho nên mình sẽ tranh thủ thay hai cái cây đèn cày khác vô trong đó nha. Rồi mình thay hai cái cây đèn cày rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt cái cây đèn lớn này nha. Chắc là lúc nãy mình để đèn lớn cho nên nó ngại á. Thì bây giờ mình sẽ tắt coi như thế nào. À, cái khúc cây nãy nó nằm ngoài còn y nguyên ngoài kia nha. Rồi tắt đèn rồi đó, đi qua đây chơi với tao nè. Đem cái khúc cây ra đây. Ôi ơi. Các bạn nhìn cái khúc cây ở ngoài kia nha, để ý nha. Hình như nó đang kéo vô á mọi người. Đó đó đó, thấy không? Mình để cái khúc cây quá trời bự cho nên nó khó khăn để mà nó kéo được cái khúc cây vô á. Vô đây, đem vô đây, còn xíu nữa. Rồi, ngoan lắm. Rồi bây giờ tao giục ra cái nữa, kéo nữa nha. Rồi, kéo vô đây một lần nữa nha. Đâu rồi, sao không kéo nữa? Tha vô đây. Rồi vô đây. Vô đây nè. Tha vô đây nữa rồi. Đẻ lên. Mình nghĩ là mình cho nó tha cái cục cây quá bự cho nên nó mệt hay sao á các bạn, nó không chơi nữa. Ok thì thôi, hiện tại là cái nhang nó cũng sắp hết rồi. Thì như lúc nãy mình nói á, mình chỉ có thể gọi cái linh hồn của chú chó này trong cái thời hạn là một cái nén nhang này thôi. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái nghi lễ cầu siêu cho nó luôn ha. Rồi, để thực hiện cái cầu siêu á thì mình cần đó là một chai rượu, một lá bùa và cái chén. Lát nữa mình sẽ đốt cái lá bùa này vô trong cái chén này rồi mình sẽ hòa với rượu nha. Để mình đốt cái lá bùa cái đã. Ok. Rồi là mình chống cái này ở đây đi. Đi đầu thai nha con. Kiếp sau thì mong nhà ngươi sẽ sung sướng hơn, có thể trở thành một con người ha, được đầu thai vào nhà giàu ha. Đó.
45 đồng một cái. Tất cả cho thì mình sẽ để vô trong cái chén này. Mình sẽ cho hết tất cả các cho mà mình đốt được từ trong cái lá bùa các bạn. Đốt đều lên. Đây, mình sẽ cho các bạn xem lại hình ảnh của chú chó ha. À, mình mở cái chai này ra. Đây đây đây. Đội trên đầu á mọi người nên nó rất là khó thấy. Đây mình treo đây đi cho bạn, cho các bạn thấy ha. Cái máy của mình nó rồi đây. Đã đổ đủ ở trên đó rồi. Ok, sáng mai mình sẽ ra và mình xử lý tiếp. Rất chiếc dép. Cuối cùng thì cũng đã xong cái phần nghi thức. Còn ngày mai mình sẽ đi ra ngoài đó và mình sẽ lấy đất và lắp lên trên người của chú chó ha mọi người. Qua cái video này thì mình mong muốn nói với tất cả các bạn rằng chó là bạn, không phải là đồ ăn. Cho nên mong những bạn nào mà nhà có nuôi chó hoặc mèo hay bất kỳ một cái con vật nào đó thì hãy thương nó hết mình nha. Nó giống như là một cái thành viên trong nhà của mình vậy đó. Mong là các bạn luôn đối xử tốt với tất cả các loài động vật ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau.